Mọi người đồng tâm hiệp lực cùng chống đỡ cửa ải khó khăn này. Huy Giật Chi Thần lúc này âm thanh ở bên ngoài vang vọng, nhưng hơi thở của hắn nhưng là cấp tốc rời xa, thoáng qua rồi cùng với sinh mệnh Lữ Thần đồng thời biến mất không còn hình bóng không dấu tích. Đường Tam hít sâu một cái, lại chậm rãi phun ra, lẩm bẩm tự nhủ, bất luận lúc nào ngươi đều là như thế không chịu thua. Tiếp theo một cái chớp mắt này, hai bóng người từ thân giới ủy viên hội bạt không mà lên, hướng về phía không giống hai cái phương hướng bay đi, hai tia sáng mang theo, một tử một lục, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Vù một tiếng, ong ong xuất hiện ra lần nữa, so với trước, càng phải là mãnh liệt nhiều lắm, lần này hầu như hết thầy thần đế cũng đã cảm nhận được một tia không ổn mùi vị. Thần giới ủy viên hội bên ngoài, đông đảo thần đế đã tụ tập tại đây, cấp 1 thần đế hầu như cũng đã ở thần giới ủy viên hội ở bên trong, ở bên ngoài càng nhiều đều là cấp 2, cấp 3 thần đế, còn có bình thường nhất thần quan, bọn họ sắc mặt đều khó coi, có một chút thần đế thậm chí có hoang loạn vẻ. Thế nhưng mà ở nơi này dù sao là thần giới, không phải là nhân gian, so với nhân loại, thần đế đối với sự tình năng lực chịu đựng rõ ràng muốn mạnh hơn nhiều. Đường Tam âm thanh lại một lần nữa ở trong quá thần giới đầu mối hướng ra phía bên ngoài truyền xa. Hết thầy thần đế làm tốt bất cứ lúc nào phát ra thần lực chuẩn bị, chờ một chút ta sẽ lấy thần giới đầu mối dẫn đường cho mọi người thần lực, cộng đồng chống lại thời không lặn lưu đột kích. Hiện tại xin mọi người trước tiên ngưng tụ chính mình thần lực, duy trì trạng thái tốt nhất, chờ đợi mạng của ta lãnh. Đường Tam lúc này lại như là chúng thần người tâm phúc. Hết thầy thần đế đều là cấp tốc khoanh chân ngồi xuống, từng người tu luyện chính mình thần lực. Đường Tam lúc này nhìn trước mặt màn ánh sáng, tay trái hư hư chỉ tay, màn ánh sáng ở trên hiện ra hình ảnh nhất thời phát sinh ra biến hóa. Màu lam bầu trời này cũng là hiện ra ở phía xa xa, một tầng ánh sao như trước đang lóe lên chúng nó nguyên bản hào quang. Thế nhưng mà lần này, coi như là Tiểu Vũ, Đường Vũ Đồng các loại người cũng đều nhìn thấy ở cái kia màn ánh sáng trên xuất hiện ra một cái màu xám điểm nhỏ, mà cái kia điểm nhỏ ở Đường Tam thần lực ảnh hưởng, màn hình ở trên có một cái màu đỏ quyến, đưa nó bao quát trong đó, giám thị nó quỹ tích, là hướng về chúng ta bên này không sai. Đường Tam lúc này hít sâu một cái, nhưng cũng không lại là nhìn lại màn ánh sáng, liền như phây đứng ở nơi đó, yên lặng khôi phục lại chính mình tiêu hao thần lực. Vô tận màu tím đậm lóng lánh, hơi thở của sự hủy diệt phảng phất tận thế lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm giống như vậy, không ngừng bạo phát. Máu tím đậm pháo đài khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Ở nơi này chính là thần giới năm đại thần vương một trong, Huy Giật Chi Thần chỗ đó pháo đài hủy diệt. Một tia sáng tím từ trên trời giáng xuống, khi nó rơi vào pháo đài hủy diệt sau đó, toàn bộ pháo đài hủy diệt này đều từ lúc trước lờ mờ trở lên sáng ngời. Mãnh liệt hào quang màu tím bắn ra, lại như là truyền vào sức sống giống như vậy, càng ngày càng cường thịnh hủy diệt khí tức hướng ra phía bên ngoài tỏa ra. Ở giữa bầu trời, từng đạo sấm sét màu tím cũng thuận theo bắt đầu bồi hồi, chính là pháo đài hủy diệt trùng tỏa ra hủy diệt thần lôi gợn sóng. Hủy Diệt Chi Thần nhanh chân về phía trước, lúc này đây hắn vẻ mặt đã là một lần nữa trở lên bình tĩnh, đi thẳng đến pháo đài lời rất sâu xa, thâm vào trong lòng đất, hắn đi tới một cái thâm thúy hắc ám ở trong đại sảnh, vung tay phải lên, tử quang lượn lờ, phong cách chu vi nhất thời sáng lên từng chiếc màu tím đèn lồng, tỏa ra cao quý mà tràn ngập hủy diệt khí tức màu tím. Ở nơi này chính giữa đại sảnh ứng này có một cái vòng tròn hình cầu, cái này hình cầu rất lớn, đường kính có tới 10 mét có hơn, ở bên trong phẳng vất có chất lỏng gì tự đó đang không ngừng rung động. Huy Giật Chi Thần nhanh chân đi đến hình cầu này trước mặt, lẩm bẩm tự nhủ, ngươi đều là nói cho ta, huy diệt phần cuối chính là sự sống lại, ngươi đều là dùng chính mình ôn nhu đều hóa giải ta tầm lệ khí, nhưng mà ta chung quy là Huy Giật Chi Thần, chung quy chỉ biết là hủy diệt, hắn là đúng, ngươi cũng là đúng, nếu như ngươi đã sớm đứng ở phía hắn rồi, hay là ta từ lâu đại bại thua thiệt, có thể ngươi không có, chỉ là bởi vì ngươi là ta thế tử, ta đã tuột quá xa xưa, đến nay thời khắc cuối cùng, nhưng mà cảm nhận được hủy diệt tồn tại ý nghĩa, cũng coi như là chỉ được. Mở hai tay ra, Huy Giật Chi Thần lúc này hai con mắt dần dần đã biến thành màu tím đấm. Một tầng mịt mờ tử quang bắt đầu từ trong cơ thể của hắn hướng ra phía bên ngoài tỏa ra. Nếu như có cái khác thần lý ở đây nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện. Huy Giật Chi Thần dĩ nhiên là đang thiêu đốt chính mình thần chi hỏa diễm, đó là thân là thần đế ngọn lửa sinh mệnh. Mở ra hai tay, kẻ sắt ở cái kia to lớn hình cầu bên trên, từ trên người của hắn bốc lên mịt mờ tử quang, liền lấy ra hai cánh tay của hắn vì là môi giới, chậm rãi chuyển vào cái kia to lớn hình cầu. Nhất thời hình cầu kia bắt đầu lượn lên, ở bên trong chất lỏng chính là càng thâm thúy hơn màu tím, khủng bố hủy diệt ý niệm nhất thời bốc lên mà lên.
Cái này hình cầu chính là thần giới cùng lúc trước vừa sáng lập thì là từ trong không gian hấp thu, ngưng tụ, lấy ra mà đến hủy diệt ý liếm, chính là vũ trụ thần túy nhất hủy diệt khí tức, mà phần này hủy diệt ý liếm cũng tạo thành thần giới hạt nhân một trong, vẫn bảo vệ thần giới, đồng thời thì nó cũng là hủy diệt chi thần bản thể. Ngoại trừ hủy diệt chi thần ở bên ngoài, sinh mệnh lữ thần mới là biết hắn bản thể là cái gì. Bởi vì năm đó sinh mệnh cổ thú còn chỉ là một cây mầm cây nhỏ thời điểm, chính là lần này hủy diệt ngừng dịch mọc ra, hủy diệt phần cuối là sinh mệnh sáng tạo. Thần giới đầu tiên sinh ra chính là thiện lương cùng với tà ác tâm tính, ngay sau đó mới là hủy diệt sau khi sáng tạo ra sinh mệnh, hơn nữa giết chóc sáng lấm, cuối cùng bắt đầu hình thành. Đời thứ nhất năm đại thần vương cũng chính là thần giới sau đó chủ nhân, chính là bởi vậy mà tới, bọn họ đều không phải là loài người, chính là vũ trụ thần túy nhất năng lực ngưng tụ mà thành, mà năm đại thần hướng về chi này chân chính còn lại, cũng chỉ có hủy diệt chi thần cùng với sinh mệnh lữ thần, cũng chỉ có bọn họ, thần giới tài năng có mặt các bản thể. Hủy diệt ngưng dịch chính là hủy diệt chi thần bản thể, mà sinh mệnh cổ thú tự nhiên chính là sinh mệnh lữ thần bản thể. Hủy diệt chi thần thân thể dần dần hoàn toàn biến thành màu tím. Một đạo cường thịnh điện quang đột nhiên lóe ra, toàn bộ pháo đài hủy diệt bắt đầu từ ngoại vi tan vỡ, mà cái kia hủy diệt ngừng dịch tỏa ra ánh sáng nhưng trở lên càng ngày càng cường thịnh lên. Từ quang lóe lên, hủy diệt chi thần đã là hoàn toàn dung nhập vào cái kia hủy diệt ngừng dịch, biến mất không còn tăm hơi. Cái kia to lớn hình cầu nhất thời bắt đầu chấn động ra kịch liệt. Ở bên trong chất lỏng này không ngừng lăn lộn, khủng bố hủy diệt khí tức cũng lấy nó vì là tâm, hướng ra phía bên ngoài bắn ra. Ở nơi này chính là thế giới màu xanh lục, là sinh mệnh thế giới. To lớn sinh mệnh cổ thú, mỗi một cành cây, một mảnh, đều là phẳng phất là đang giảng giải sinh mệnh ý nghĩa. Ánh sáng xanh lục lóe lên, sinh mệnh lữ thần lặng yên xuất hiện ra ở sinh mệnh cổ thú trước mặt. Nhìn trước mặt đại thụ này, sinh mệnh lữ thần lúc này ánh mắt có thêm một tia thảm thiết. Sinh mệnh nghi thức cầu khẩn không có sai, cuối cùng chúng ta trung quý hay là muốn hướng ra phần cuối. Chúng ta đã sống quá lâu, hắn làm sai tự tự nhiên là muốn ta cùng hắn cùng đi bù đắp. Hắn nói rất đúng, hắn không có thua, chuyện của mình làm chính mình nhận lãnh đến, sẽ không có thua, chúng ta rốt cuộc là muốn hoàn toàn cùng với nhau. Nói tới chỗ này, sinh mệnh lữ thần mặt cười ở trên cũng toát ra vẻ mỉm cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân hình trước phiếu đi tới sinh mệnh cổ thụ trước mặt. Giờ đi lơi này trước mắt, nàng ở sinh mệnh nghi thức này cầu khẩn tiến hành thời điểm, cầu khẩn là mình vào hủy diệt chi thần tương lai, bởi vì đó là nàng, không biết mình cùng hủy diệt chi thần có thể hay không bởi vì lần này thần giới tranh đấu mà thay đổi quan hệ. Nàng cũng không biết hủy diệt chi thần có thể hay không tha thứ nàng đối kháng. Mà hiện tại tất cả đáp án cũng đã có, màu máu này mang ý nghĩa sảng huyết tài lan. Nhưng mà sinh mệnh lữ thần lúc này mặc dù tâm bị thương nhưng không có chút nào thống khổ. Chỉ ít khi mà nàng cùng với hủy diệt chi thần trôi nổi ở không, nhìn cái kia thời không lạ lưu thời điểm, hủy diệt chi thần không có làm cho nàng thất vọng. Hủy diệt chi thần lúc này khi đó đối với nàng nói ra một câu, ta làm sai ta đến cánh chiếu. Mà sinh mệnh lữ thần cũng là vẹn vẹn nói với hắn ba chữ, ta cùng với ngươi. Liền bọn họ trở về đến địa phương của chính mình, trở lại chính mình ở lại đánh đĩa. Hai tay nhẹ nhàng rơi vào sinh mệnh cổ thụ trên, nhẹ nhàng xoa xoa cái kia nhìn như là thô ráp, kỳ thực nhưng mà tràn ngập cảm xúc thân cây, nhu hòa hơi thở sự sống, nhất thở lấy sinh mệnh lữ thần thân thể vì là tầm hướng ra phía bên ngoài tỏa ra. Sinh mệnh cổ thụ lại một lần nữa lóng lánh lổ lên phi thúy ánh sáng lộng lẫy. Cái kia từng cây cũng là giãn ra, từng mảnh tỏa ra cường thịnh hào quang, lồng lặc sống như là thật bình thường hơi thở sự sống, đem ở nơi này hoàn toàn biến thành sinh mệnh hải dương. Đóng lại hai mắt, sinh mệnh lữ thần liền như vậy từng bước một đi về phía trước, thân thể chậm rãi dung nhập vào sinh mệnh cổ thụ. Mà tiếp theo một cái trước mắt, sinh mệnh cổ thụ này phảng phất sống lại giống như vậy, ở nhẹ nhàng run rẩy, từng cây trắng kiệt này càng mở rộng ra đến, lồng nặc hơi thở sự sống bay lên trên không, chính cánh rừng rộng này đều là bởi vì động tác của nó mà bắt đầu sản sinh ra gợn sóng, vô số điểm ánh sáng màu xanh lục hướng về phương hướng của nó ngưng tụ mà đi, cường tinh hào quang màu xanh lục phóng lên trên trời, đó là sinh mệnh sức mạnh. Quay trở lại với thần giới ủy viên hồi,
Đóng lại hai mắt, Đường Tam lúc này toàn lực khôi phục lại chính mình thần lực trước tiêu hao tuy rằng rất to lớn, nhưng thân là chí cao thần, lúc này lại là thần giới đầu mối sở sở giúp đỡ. Đường Tam khôi phục lại tốc độ rất nhanh, tự thân thần lực không ngừng tăng lên. Ở thần giới ủy viên hội tầng cao nhất, khu vực hạch tâm lưu lại đều là cấp 1 thần đế, bao quát xử lại các tất quái ở bên trong cái khác cấp 2 thần đế cũng đã lùi ra. Lúc này thì Đường Phú Đồng cũng phải như vậy. Ở nơi này, thiên địa nguyên lực quá mức lồng nặc, mới ra đời không lâu, lúc này là Đường Vũ Lân là không thể chịu đựng. Tiểu Vũ không có ở đi ra bên ngoài, bởi vì nàng phát hiện ra tại một lần nữa phụ ra Đường Tam Hải Thần Tấn Vi, cô đã yên lặng tù luyện, khôi phục lại tự thân thần lực. Ở khóe mắt của nàng nơi này còn có nước mắt, nàng là cỡ nào muốn đi bộ ra nhìn con trai của chính mình đây, nhưng mà nàng không thể, vì thần giới cũng vì trưởng phú, hiện tại nàng chỉ có thể toàn lực ứng phó chống đỡ cho Đường Tam. Đột nhiên, Đường Tam lúc này đột nhiên mở hai con mắt, tay phải giơ lên, ở mặt ánh sáng ở trên một phủ xuống. Nhất thời, màn ánh sáng này biến hóa, cảnh tượng trước mắt xuất hiện ra biến hóa nghiêng trời. Màn ánh sáng chúng một đạo cực kỳ là mãnh liệt tử quang, mang theo phảng phất có thể hủy diệt tất cả ý niệm, phóng lên trên trời hướng về trên không trung rút thẳng ra. Khi nó thâm nhập đến không trung trình độ nhất định, đột nhiên thì nứt ra phân biệt ra 108 nói tử quang, hướng về toàn bộ thần giới lung phủ xuống. Thông qua thần giới đầu mối màn hình có thể nhìn thấy, cái kia 108 nói quà tử quang vừa vặn là rơi vào 108 cây liệm lực trụ ở bên trên. Đường Tam ánh mắt hơi ngừng lại, hắn đương nhiên nhìn ra được, đoàn kia cường thịnh tử quang chính là hủy diệt chi thần. Chỉ là lúc này hủy diệt chi thần sao lại mạnh mẽ như vậy, muốn so với hắn đỉnh cao thời kỳ còn cường đại hơn mấy lần.